Xin chào quý vị khán giả, mình là Anh Tài BB Trần. Và hôm nay mình rất vui khi tham gia tổng đài Anh Tài. Và hôm nay mình sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn. Mà có ai có thắc mắc không ta? Có. À, có. Mừng quá, sợ không ai thắc mắc gì hết. 800 thư gửi về hồng thư góp ý. Nghe là mình sắp gắn với một cái danh xưng là Anh Tài thì BB Trần có cái cảm xúc gì? Thật ra thì cũng hơi bất ngờ mà cũng áp lực nữa. Tại vì trước giờ là mọi người quen là cái hình ảnh của BB là kiểu làm diễn viên rồi và vào mấy cái vai mà giả gái. Cho nên là bây giờ mình xuất hiện với một cái vị trí đó là một anh Tài đó. Thì sợ là khán giả đôi khi cũng sẽ hơi bị bỡ ngỡ. Và nếu như mà mình làm mà nó không tốt á thì cũng sẽ dễ bị đánh giá nữa. Cho nên là nó cũng là một cái áp lực cho BB. Khi mà BB Trần nhận được cái lời mời tham gia cái chương trình là Anh Trai Vượt Ngàn Trong Gai thì cái suy nghĩ đầu tiên của BB Trần là gì? Không phải là cảm xúc nha. Cái suy nghĩ đầu tiên thì BB nghĩ là chắc là chương trình muốn BB làm trong gai cho các anh trai. Và thật sự là BB đã dự định những cái trong gai trong đầu cho các anh trai chưa? Nhiều lắm. Không cần nghĩ đâu, rất nhiều cái. Tại vì cái tính của BB cũng hay phá phách đó. Cho nên là nghĩ là sẽ vô là sẽ làm khó các anh. Thì bây giờ BB Trần sẽ tham gia với rất nhiều anh Tài. Và hiện tại bây giờ chắc BB Trần cũng chưa biết là ai. Chưa biết. Nhưng mà mông lung lắm, bị mông lung lắm. Thì nếu mà cho BB Trần kỳ vọng á, tham gia cùng với 5 người thì BB Trần muốn mình tham gia cùng với ai? Thật ra ban đầu BB cũng có nghĩ tới 5 người. Nhưng mà mình nghĩ là cái này là cái mong muốn của mình thôi. Tại vì BB rất là mong là có anh Đan Trường, Lam Trường là hai cái thần tượng mà từ nhỏ của mình rồi. Và tiếp theo đó là anh Nu Phước Thịnh. Tại anh Nu Phước Thịnh quá giỏi. Anh là cả mà về giọng hát lẫn vũ đạo anh rất là giỏi. Tại vì những cái tên này là những cái tên mà BB rất muốn học hỏi từ các anh. Rồi Trọng Hiếu cũng là một trong những ca sĩ mà BB đánh giá rất là cao về khả năng thực lực của Trọng Hiếu. Tại vì Trọng Hiếu nhảy rất là giỏi và hát cũng rất là tốt. Và trình diễn trên sân khấu là mọi người thấy đó, năng lượng kinh khủng luôn. Và BB rất là thích cái năng lượng của Trọng Hiếu. Còn về tham gia chương trình lần này thì BB Trần không phải là chỉ là hát hay nhảy hay là những cái thử thách, mà sẽ là thử thách của bạn nó sẽ liên quan tới các dòng nhạc nữa. Thì nếu BB Trần nghĩ là mình sẽ phù hợp với dòng nhạc nào? BB nghĩ là với một cái tính cách nổi loạn như mình á thì chắc là sẽ hợp với bolero hay là dân ca. Thì BB á, cái tính của BB á, nó đôi khi á bạn bè nó còn khó đoán được BB mà. Tại vì tính BB nó hơi bị trung lập chút xíu, nó sẽ không nghiêng về bên nào quá nhiều. Đôi khi mình sẽ rất thích nghe những cái nhạc mà nó phải hả sôi động mà nó ồn ào luôn. Và đôi khi mình rất là thích những cái bài nhạc mà nó đơn giản thôi, nó trầm lắng thôi. Còn nói về mà hát á thì bản thân BB thấy là cái chất giọng của mình nha, nó sẽ hợp với những cái kiểu nhạc mà nó nhẹ nhàng hoặc là nó hơi có tiết tấu chút xíu thôi. Chứ còn những cái kiểu gì đó mà nó chất quá hay là nó cá tính mạnh quá thì đôi khi nó sẽ, mình chưa biết, tại mình chưa thử mình cũng chưa biết, nhưng mà sợ là nhiều khi nó sẽ không hợp thôi. Nhưng mà biết đâu được, khi mà vô chương trình thì mình sẽ cố mình làm cho nó hợp. Thì khi mà BB đã có một cái quá trình hoạt động với nhóm cũng khá là lâu rồi. Khi mà tham gia chương trình thì mình cũng nghe nói là cũng sẽ hoạt động nhóm. Thì bản thân BB thấy rất là thích. Tại vì giống gì ở ngoài BB cũng thích những cái hoạt động mà của một cái nhóm. Chẳng hạn như là mình làm một cái sản phẩm gì đó hay là mình làm một cái sự kiện gì đó đi, thì khi mà có một nhóm á nó sẽ giúp cho mình nó hoạt động mạnh hơn, là tại vì mỗi thành viên, mỗi cá nhân sẽ có một cái tài năng riêng và cùng cộng hưởng lại với nhau. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình phải tìm cách nào để cộng hưởng những cái tài năng đó vô một cách mượt mà nhất và để cho mọi người đều phải nhìn một cái chung của cái tập thể của cái nhóm đó. Tại vì đôi khi BB rất là sợ là mọi người bị cá nhân quá thì nó sẽ khó để hoạt động trong một nhóm. Mà nhất là một cái cuộc thi như thế này nữa, ai cũng có tài năng riêng và ai cũng đã mạnh ở cái lĩnh vực của mình rồi, mà để mọi người tập trung vào cái cuộc thi này, hoạt động một nhóm và mọi người phải cùng nhau để làm một cái tiết mục á, thì nó cũng sẽ hơi khó nha. Khó để mà trung hòa được tất cả mọi người nha. Cái đó cũng là một cái thử thách dành cho BB.
Thì so với 10 năm trước khi bạn làm nghề á, tới vậy 10 năm sau á, thì bạn làm nghề với cái tâm thế là đặt cảm xúc nhiều hơn hay lý trí nhiều hơn? BB sẽ là lý trí nhiều hơn. Tại vì khi mà mình làm cảm xúc nhiều quá thì mình sẽ ảnh hưởng đến công việc. Đôi khi nó sẽ tốt cho từng người, chẳng hạn như trong một cái nhóm thì cái tình cảm thì nó quá tốt rồi, nhưng mà nó sẽ không có tiến triển trong công việc. Và BB nghĩ là khi mà mình đã xác định là mình làm việc nhóm rồi đó thì công việc nó là hàng đầu. Còn cái chuyện tình cảm thì đương nhiên vẫn có, thì mình anh em thì vẫn đi chơi ăn uống với nhau rồi nói chuyện vui vẻ, bàn tán nhau về cuộc sống thì cái đó là bình thường. Nhưng trong công việc thì mọi người phải lý trí, có nghĩa là công việc đã định ra thì mọi người phải giải quyết xong công việc thì lúc đó mình mới vui vẻ với nhau được. Còn nếu công việc mà chưa xong thì khó mà vui vẻ nha. Nhưng mà sẽ có một cái điểm khó cho BB Trần khi mà BB Trần tham gia cái chương trình lần này, đó là khi mà BB Trần hoạt động với vai trò là thành viên của nhóm BBG thì giống như BB Trần giống như một cái vai trò là anh lớn, anh cả trong team. Thì khi mà BB Trần tham gia anh trai vượt ngàn trong gai thì BB Trần sẽ gặp rất là nhiều người anh lớn, và chưa chắc BB Trần sẽ là trưởng nhóm. Đó là mình có thể là BB Trần sẽ có những cái vai trò trưởng nhóm nhưng mà chưa chắc. Thì như vậy thì bạn có nghĩ là cái khả năng của mình, cái tôi của mình sẽ bị khó khắc chế hơn khi để hòa nhập với mọi người? Cái đó là cái mà BB lại càng muốn tham gia chương trình. BB nghĩ là cái điều đó là cái điều rất là thú vị, là tại vì trước giờ mình đã quen cái gì mình cũng đứng đầu. Chẳng hạn như BB hoạt động ở trong nhóm BBMBG cũng là một cái người đứng đầu. Và sau này khi mà anh quản lý, anh thành lập công ty, trong công ty cũng có những cái bạn talent nhỏ mới vô á, thì BB cũng lại là cái người đứng đầu. Thì bây giờ mình rất muốn thử thách mình, bản thân mình ở một cái vai trò là không phải người đứng đầu thì sẽ như thế nào, và mình sẽ vượt qua những cái áp lực đó như thế nào, và mình sẽ làm sao để mình có thể gạt bỏ cái tôi của mình, giống như mình đã từng nói với mọi người, để bây giờ để dung hòa với nhóm. Thì cái đó mình, tại vì có những cái đôi khi mình chỉ là nói lý thuyết thôi chứ vô thực hành nó sẽ khác. Giống như đôi khi BB ngồi đây, BB nói với mọi người là BB vẫn muốn làm việc nhóm với một cái tinh thần là phải là tập thể chứ không là cái tôi của mình. Nhưng mà đâu biết được, nhiều khi tới khi mà mình vô mình thi á, cái áp lực của cuộc thi nó làm cho mình lúc đó là tự nhiên mình nổi cái tôi của mình lên. Thì đó là cái mà mình cần phải thử thách bản thân mình và vượt qua nó. Vậy là BB Trần đã lường trước được những cái tình huống mà có đang xen cảm xúc vào chương trình không? Phải lý trí chứ. Có nghĩa là BB đã nghĩ tới những cái tình huống là trong chương trình mình sẽ như thế nào. Giống như mình cũng phải biết được là khi mà nó xảy ra những cái tranh cãi hay là những cái sự cố thì mình phải tìm cách xử lý ra sao, chứ không phải là mình vô với một cái tâm hồn ngây thơ rồi xong tới lúc đó mình mới bùng lên. Thì tới khi mà đã bùng lên rồi đó rất là khó để xử lý nó. Chỉ bằng là bây giờ mình suy nghĩ trước đi, mình giả định trước đi, nếu như là có những cái cuộc tranh cãi đó hay là có những cái ý kiến như vậy đó thì mình sẽ phải tìm cách thuyết phục mọi người như thế nào để mọi người cùng hòa vô với mình để làm một cái tiết mục đó. BB Trần, ở ngoài cuộc sống của bạn, là bạn có phải là một cái người mà sống thiên về cảm xúc nhiều không? Ở ngoài thì đúng là có nghĩa là BB tách biệt á, khi mà công việc là lý trí thì đương nhiên cuộc sống sẽ là cảm xúc, chứ mà mình sẽ không có đặt lý trí quá nhiều vào trong cuộc sống. Tại có những cái á, mình cần phải có cảm xúc hoặc là có tình cảm để mình giải quyết. Thì phải, thì trong cái hành trình của mình á, thì cái bài học hành trình làm nghề và cái hành trình cuộc sống của mình á, thì cái bài học lớn, cái bài học mà bạn nghĩ là nó ảnh hưởng tới cái cách nhìn nhận vấn đề, nhân sinh quan và cách làm nghề của bạn á, là gì? Đó là lắng nghe. BB trước giờ BB thay đổi rất nhiều. Có nghĩa là mình thấy mình càng trưởng thành hơn là do là mình biết lắng nghe hơn. Chứ trước là bị ngông lắm. Lúc trước là BB bị ngông nha. Là mình chỉ thích là làm những cái gì mà mình thích thôi. Mình muốn làm những cái gì mà mình muốn thôi. Chứ những người khác mà có ý kiến vô, hay là hồi đó nhóm cũng có nhóm BBMG nha, Quỳnh Trân á, Quỳnh Trân cũng có nói là nếu mà nói một cái tính mà Quỳnh Trân không thích ở BB á, đó là Quỳnh Trân không thích cái tính là BB bảo thủ. Thì khi mà nghe Quỳnh Trân nói cái câu đó thì BB mới suy nghĩ, mình có bảo thủ hả ta? Thì lúc này mình mới ngồi mình nhớ lại những cái việc mình đã làm. Và đúng, mình thấy mình đúng là mình bảo thủ thiệt, là có những cái ý kiến mình đôi khi mình thấy nó đúng rồi là mình chỉ làm thôi, và mọi người góp ý vô thì mình sẽ không nghe, mình bảo vệ cái quan điểm của mình, tại vì mình nghĩ nó đang đúng mà, thì mình chỉ làm theo nó thôi là đúng rồi, là thành công rồi, không cần phải nghe mọi người chi nữa. Thì sau đó bắt đầu BB mới học cách là
mình phải lắng nghe mọi người, mình phải quan sát những người xung quanh, coi họ đang nghĩ gì về mình, đang nói gì về mình. Mình phải biết để mình dễ làm việc hơn. Thì sau đó là bắt đầu mình thay đổi từng bước, từng bước, từng bước. Chứ trước đây BB làm việc kiểu mà thích thì làm, không thích thôi. Nhưng mà sau này bắt đầu mình phải suy nghĩ, mình phải nghe mọi người, mình phải nghe những cái ý kiến của mọi người về bản thân. Giống như lúc trước á nha, BB khi mà đọc những cái comment mà mọi người chê BB diễn dở là BB không chấp nhận nha. BB nói, ủa mình diễn vậy mà dở gì hay là sao đó. Nhưng mà tới sau này khi mà mình xem lại những cái video đó hay là những cái thước phim đó, thì mình nói, ê diễn dở thiệt. Lúc đó người ta nói vậy là đúng, chứ không có sai. Đó là những cái mà mình thấy là bây giờ là càng ngày là mình càng trưởng thành hơn là nhờ mình biết lắng nghe hơn. Và nó cũng giúp cho cái công việc mình rất là nhiều. Giống như bây giờ mọi người thấy là tại sao mà BB không có tăng động như hồi xưa, không có quậy phá nhiều như hồi xưa. Ý là bây giờ vẫn còn chứ không phải là hết, nhưng mà nó sẽ không có quá nhiều và mình sẽ biết kiểm soát hơn. Có nghĩa là mình biết ở cái nơi nào, ở cái hoàn cảnh nào thì mình nên quậy phá hay là mình nên giỡn. Còn có những cái nơi nào thì mình không nên. Đó. Còn trong cuộc sống thì sao? Bạn theo một số cái có một cái sự chia sẻ của Kim Nhã thì mình thấy bạn là cái người mà sẽ có những cái cảm xúc mà bạn giấu ở bên trong á, để khi một lúc nào đó nó bùng nổ thì đó là do bạn chủ động kìm nén nó xuống hay là bạn đó là một cái suy nghĩ gì khác của bạn? Thì đối với BB đó là một cái khuyết điểm khá lớn, đó là mình bị che đậy cảm xúc mình quá nhiều và nó trở thành cái khuyết điểm mình luôn. Ban đầu mình chỉ nghĩ là thôi có những cái mình không nên bộc lộ quá nhiều, chẳng hạn như đang trong một cuộc vui mà tự nhiên có một mình buồn và mình đi làm mình bộc lộ ra luôn thì tất cả mọi người sẽ đều ảnh hưởng tới mọi người. Và lúc đó mình thấy là không, mình không nên làm vậy, và từ từ dần dần nó thành thói quen. Và tới một lúc mình cảm giác là mình không thể bộc lộ cái cảm xúc đó ra được luôn. Chẳng hạn giống như có những cái vai diễn nó cần mình phải đau khổ, nó cần mình phải bộc lộ nhiều về những cái cảm xúc, chẳng hạn như khóc chẳng hạn, thì BB không làm được. Thì lúc đó mình mới thấy đây là một cái mà nó gây ảnh hưởng tới mình, nó làm cho mình không thể hóa thân vào những cái vai này được. Tại vì do là mình cứ kìm nén cảm xúc, giống như là BB lúc trước BB đi coi phim nha, rất xúc động luôn, thật sự là nước mắt là nó trực trào rồi đó, nhưng mà mình kìm lại được luôn, mình nén nó vô được luôn, mình không để nó chảy ra. Cái từ đó nó quen, nó thành thói quen, nó cứ cái gì nó cũng phải kìm nén hết. Cái thành ra là mình bị khó bộc lộ cảm xúc với mọi người luôn. Có đôi khi mình vui quá mình cũng không có bộc lộ, cái nghĩa là mọi người tặng quà mình vui thiệt, nhưng mà mình chỉ có cảm ơn nha, là có nghĩa là một cái rất là nhẹ, chứ mình không trời bất ngờ quá hay là như thế nào đó. Cái cảm xúc của Vin nó bị ngang ngang luôn, nó không có những cái mà wow quá, mà nó cũng không có những cái buồn bã hay là bi thương quá. BB chẳng thấy cái sự vỡ hòa đó của mình á, nó có lợi hay có hại? BB nghĩ thì cái gì cũng vậy, có nghĩa là nó cũng vừa phải thôi. Đôi lúc mình cũng phải cần có vỡ hòa chứ. Có nghĩa là mình đang bị ức chế cảm xúc thì mình cũng phải nên bật khóc ra chứ. Hoặc là mình nên bất ngờ trước những cái gì đó mọi người dành tình cảm cho mình chẳng hạn, thì mình cũng phải nên bất ngờ với những cái đó. Thì đôi khi nó cũng là một cái niềm vui với người ta, chẳng hạn như mình tặng quà cho người ta bất ngờ thì mình mới vui. Chứ nếu người ta vẫn dưng, người ta bình thường, người ta chỉ là cảm ơn, thì đương nhiên mình cũng sẽ cảm giác bị hụt hẫng. Thì đối với BB á, trong cuộc sống á nha, mình hỉ nộ ái ố mà, thì mình nên có đa dạng cảm xúc thì nó càng tốt hơn, chứ mình không nên kìm nén quá. Tới thời điểm hiện tại sau một cái chặng đường rất là dài 15 năm thì đối với BB chẳng cái điều thành công nhất đối với bạn trong sự nghiệp là gì? Cái điều thành công nhất đó là cái sự thương yêu và quan tâm của khán giả. Thì cái đó là cái mà BB thấy là thành công nhất, có nghĩa là cái hành trình của mình đôi khi mình thấy nó không quá dài, nhưng mà mình thấy là khán giả luôn 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 ủng hộ. Mỗi lần nhắc tới cái tên BB Trần là mọi người rất là thích và rất là ủng hộ mình. Thì cái đó là cái mà BB nghĩ là cái đó mình là cái mà thành công nhất. Thì BB Trần có nghĩ là BB Trần của 10 năm sắp tới sẽ là một BB Trần như thế nào? BB nghĩ là nếu mà 10 năm sắp tới thì BB nghĩ là BB sẽ là một cái người mà nó sẽ nhiều cái mà bất ngờ hơn bây giờ. Tại vì bây giờ BB mới nhận ra một điều là có những cái là mình phải học, mà mình phải trau dồi bản thân mình cũng như mỗi ngày á, chứ không phải là chỉ tới một cái chương trình nào đó hay là tới một cái dự án nào đó mình mới bắt đầu mình đi học, mà mình phải học mỗi ngày luôn, mình phải làm mới mình mỗi ngày luôn. Thì bây giờ BB mới nhận ra cái điều đó, thì BB mới bắt đầu học những cái kỹ năng khác. Thì BB nghĩ nha, bắt đầu từ bây giờ mà tới 10 năm nữa thì mình sẽ có nhiều kỹ năng trong tay, và lúc đó mình sẽ trở thành một cái người mà nó đa năng hơn.
thì có phải là tham gia anh trai vượt ngàn trong gai là để BB Trần học lớn của các bạn, các đàn anh hay chứ là... gì nữa, chứ gì nữa. Đây là cái cơ hội mà. Thì BB nói đó, mình có cơ hội tới là mình phải nắm bắt liền. Đây là một cái cơ hội rất là lớn để cho BB được học từ các anh. Mình học mỗi người một chút để mình làm cho bản thân mình càng ngày càng tốt hơn, phát triển hơn. Vậy nên nếu như là BB Trần bây giờ là hướng tới là phim ảnh, còn anh trai đối với BB Trần là một cái cuộc dạo chơi, một cái thử thách. Thì nếu như mà BB Trần may mắn và bằng thực lực của bạn á, bạn debut được á, thì bạn nghĩ là những cái kế hoạch trong tương lai của bạn nó có bị đảo lộn không? BB nghĩ là sẽ có, tại vì ngay từ khi mà trước khi mà tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nha, thì BB cũng đã nghĩ tới cái chuyện là mình phải bắt đầu xây dựng cái hình ảnh nghệ sĩ đa năng rồi. Là BB muốn là mình phải biết được nhiều lĩnh vực hơn và mình tham gia được nhiều lĩnh vực hơn, chứ không dừng lại ở chỉ là diễn viên rồi người mẫu hay là làm những cái sản phẩm trên mạng không, mà BB muốn làm nhiều cái hơn nữa. Tại đối với BB thì BB nghĩ là BB là một người thuộc về nghệ thuật, cho nên mình càng biết nhiều thì càng tốt, và mình càng làm được nhiều thì càng tốt nữa đó. Thì bây giờ có thể biết đâu được, thì sau khi mà anh trai đó thì BB sẽ trở thành vocalist chẳng hạn, người ta có vocalist thì bây giờ mình vocalist, mình lép hơn người ta xíu. Nếu như nha, giả sử như ở trong khi mà tham gia chương trình á, thì sẽ có một cái vòng đấu với lại một nhóm nữ tầm năm người, ví dụ như vậy. Wow. Thì BB Trần từ những cái thành viên từ trong chị đẹp, thì BB Trần muốn là ở trong cái viễn cảnh trong mơ mình tưởng tượng đúng không, mình tưởng tượng thôi, thì BB Trần muốn đấu với một với nhóm năm người gồm năm thành viên nào? Thì chắc là cái người đầu tiên mà BB muốn nhất á nha là chị Trang Phát, tại vì đối với BB đó là một cái hình ảnh một người nghệ sĩ đa năng đó, là có thể làm được nhiều cái lĩnh vực. Và người thứ hai đó là BB rất là mê từ xưa tới giờ, đó là chị Diệp Lâm Anh. Mê chỉ từ lúc mà chỉ còn mà đi nhảy á. Rồi cái người thứ ba á, đó là cái người mà gọi là chị em song sinh á, Lan Ngọc. Và người tiếp theo là chắc chắn là Diệu Nhi rồi. Để coi hả, hai đứa coi đứa nào phá tới cỡ nào. Còn cái người cuối cùng thì BB muốn nhất đó là cũng là phải cái người mà mình cũng rất là yêu thích. Và đối với BB cũng là một cái chị đẹp rất là mạnh nha trong chương trình, đó là chị Mỹ Linh. Là muốn đấu vocal với chị Mỹ Linh? À không, muốn đấu cái meme đó, cái meme với chị đó. À vậy là... Để có ai nhiều hơn. Vậy là vô tình là BB Trần cũng đã... Mặc dù BB Trần cũng giấu chiến lược trước khi bước vào chương trình, nhưng mà BB Trần cũng đã bắt đầu có thể hiện ra một số chiến lược của mình, chẳng hạn như chúng mình sẽ làm meme với chị Mỹ Linh. Đó, mình phải tính trước hết chứ. Và đã có tính toán rồi. Có tính hết rồi. Trời ơi, đâu có đơn giản mà vô cái cuộc thi này mà với một cái tâm thế mà hả, không có gì hết được. Bây giờ mình nếu mà mình tưởng tượng thôi, là nếu là vòng đầu á nha, thì BB muốn là, thì thường thường á là cái vòng đầu là cái vòng mà mọi người sẽ dễ chăm trước nhất. Có nghĩa là khán giả coi mà thấy vòng đầu thì người ta cũng dễ bỏ qua những cái sai sót cho mình, cho nên là BB sẽ ứng cử mình là chủ nhóm. Vì sao? Tại vì thì ban đầu giống như BB nói đó, nó sẽ là những cái vòng mà chỉ là mới có là mình gọi là mình chào thôi, thì đương nhiên là người nó sẽ dễ dàng hơn là những vòng sau. Vô những vòng sau mới là khó khăn. Thì khi đó nếu mà mình làm chuyện nhóm thì biết đâu là nhiều khi mình làm không tốt rồi lại bị hả mang tiếng rồi bị đổ thừa nữa. Hay là thôi, mình làm vòng đầu đỡ hơn. Hay là BB Trần thấy Diệu Nhi với Lan Ngọc ứng cử rồi bắt đầu ý là Diệu Nhi và Lan Ngọc chơi là có là khá là có chiến lược á, thì có phải là thấy bắt đầu BB Trần có những cái bắt đầu giống chiến lược của Diệu Nhi và Lan Ngọc rồi, thì có phải là BB Trần đã theo dõi chương trình và học hỏi được từ Diệu Nhi và Lan Ngọc? Thật ra thì BB nghĩ chỉ đơn giản nghĩ là vậy thôi đó, nghĩ là cái gì mà mình thấy mà nó dễ nhất thì mình nên làm đầu tiên, còn mấy cái khó thì mấy cái sau thì mình nhường lại cho mấy anh. Nhường lại cho mấy anh. Mà theo BB Trần nha, trong tất cả các thử thách mà BB Trần nghĩ là cái gì nó sẽ ở trong cái chương trình mình mượn tượng trong chương trình, mượn tượng thôi, thì cái gì nó sẽ là cái thử thách nhất của bạn? Chẳng hạn như ví dụ như là ở trong chương trình Chị Đẹp á, thì cái thử thách mà khủng khiếp nhất với cái Chị Đẹp á là lộn nhào xuống và Trang Pháp là múa cột, thì với BB Trần thì thử thách nào trong anh trai nó có thể là một cái bạn mượn tượng, bạn nghĩ trong đầu, nếu như có thì nó sẽ gây cái trở ngại gì đó cho bạn về mặt tâm lý? BB nghĩ là cái mà trở ngại nhất từ trước bây giờ mà
BB từ từ lúc mà BB mà đi học nhảy luôn đi, cũng rất là sợ đó hip hop. Tại vì cái ngay từ khi mà học nhảy là BB đã không có lựa chọn là nhảy hip hop. Tại vì mình cảm giác thứ nhất là nó không có hợp style với mình. Thứ hai mình cảm giác là tay chân mình nó cũng dài nữa. Nó rất khó nhảy như kiểu như mọi người mà nhanh hay là những cái động tác mà khó như mọi người, cho nên là đối với BB nha. Mà cái thể loại mà BB sợ nhất vẫn là hip hop. Còn những cái thể loại khác thì mình có thể mình bơi theo được, nhưng mà hip hop là cái một cái cảm giác nó rất là khó đối với mình. Nếu mà yêu cầu ke đầu thì đó, cái đó mới là khó đó. Cái đó mới là thử thách đó. Cho nên là BB rất là sợ những cái đó. Nhưng mà nếu như mà trong chương trình mà trong những cái tiết mục mà nó yêu cầu mình làm thì mình vẫn phải cố gắng mình làm, chứ mình sẽ không từ chối. BB nha, BB đi tập á, BB luôn cái miệng mình nó giống như cái câu cửa miệng á, lúc nào cũng vậy nè. Ai mà đưa ra cho mình một cái gì đó nha, lúc nào mình cũng có một câu à, khó quá em ơi, không khó quá, cứ như vậy đó. Nhưng mà BB không cho mọi người chỉnh, tại vì đối với BB khó thì mình phải làm, mình phải cố gắng để mình làm được cho bằng được luôn, chứ mình không có kiểu là thôi khó quá mình đổi động tác khác, không, phải làm cho bằng được. Vậy làm thì xấu cũng được nhưng phải làm cho bằng được. Vậy thì lúc mà BB Trần nhìn thấy chị đẹp Hồng Nhung á ke đầu ở trong, rồi hết hồn liền luôn. Tại vì mình bản thân mình đã biết là cái đó rất là khó chứ không có đơn giản, nhưng mà khi mà thấy chị Nhung làm mình hết hồn, lúc mình cũng suy nghĩ nè, trời chị Hồng Nhung còn làm được, không lẽ mình không làm được. Đó là những cái động lực để cho mình, thúc đẩy cho mình càng phải tập luyện nhiều hơn. Vậy bây giờ trong anh trai nha, thì nó sẽ có rất là nhiều dancer nè, men vocal nè, visual. Thì bây giờ nghĩ là mình phù hợp với cái vai trò nào trong một cái nhóm? Thì bây giờ nghĩ là cái vai trò mà hợp nhất đó là vô chi không? Thay vì người ta có vocal rồi mình vô chi đi, mình vô muốn làm cái gì mình làm. Vô về sớm á. BB nghĩ đó, nếu mà được chọn mà một cái vai trò trong một cái nhóm á nha, thì chắc là BB sẽ chọn là dancer. Bởi vì bạn tự tin nhất. Tự tin nhất. Tại vì trước đó thì BB cũng đã từng đi học nhảy rồi, và mình cũng đã từng trình diễn trên sân khấu về những cái phần mà nhảy nhót này kia rồi, thì mình sẽ tự tin hơn. Đôi khi là nó sẽ không phải là tốt nhất đâu, nhưng mà nó làm cho mình tự tin nhất. Rất là may mắn. Rất là may mắn cho BB là tại vì lúc trước là BB đã từng gọi là đã từng làm việc với chị Trang Pháp rồi, và chị em cũng có nói chuyện với nhau, cũng làm việc với nhau mấy gọi là mấy cái tiết mục rồi, chẳng hạn như những cái tiết mục mà chị trình diễn cũng có, rồi MV của chị cũng có. Cho nên là lần này rất là hy vọng, em rất là hy vọng chị Trang Pháp ơi, nếu như mà có cái gì đó thì em cần mà hỗ trợ thì chị nhớ là hỗ trợ với em với nha. Và cái người thứ hai á là rất là sẵn lòng luôn, một đứa em mà rất là sẵn lòng luôn, nói trước luôn, nói là anh ơi, anh mà có tham gia chương trình là em rất là sẵn sàng hỗ trợ cho anh luôn. Có nghĩa là với vai trò là khách mời hay là cố vấn âm nhạc hay là cái gì đó em sẽ sẵn sàng cho anh. Đó là Bảo Anh. Bảo Anh nhớ nha, cái này lên là làm chứng đó, là Bảo Anh là có gì là Bảo Anh phải tham gia đó. Nếu mà so ra mà chị đẹp và anh trai đó, thì BB lại thấy anh trai đúng nghĩa là trong gai nha. Trong gai nha, khó khăn hơn nha. Tại vì ở chị đẹp thì mình thấy là nó chỉ đơn giản là những cái tiết mục thôi, nhưng mà bên anh trai thì chắc là sẽ thể lực á, sẽ là phải thể lực nhiều á. Biết đâu trong chương trình nhiều khi có những cái thử thách mà là phải gánh tạ hay là đá banh này kia. Cái này là một cái mà BB cũng mường tượng ra trước được rồi. Có nghĩa là mình khi mà mình nói về anh trai, đương nhiên là nó sẽ vận động nhiều hơn. Cái là BB nghĩ là cái chắc chắn luôn á. Và những cái màn trình diễn đó, nó cũng phải thể lực hơn các chị rất là nhiều. Nên là từ giây phút này là BB đã bắt đầu phải đi tập rồi đó mọi người. Phải đi tập thể lực rồi đó. Cái miệng quen quá. Và cặp mắt này cũng quen luôn nha. Khoan, để xa cái. Để xa thì nó khá giống là một người á. Cái lông mi chuốt quá chuốt rồi. Cặp mắt này cái BB Trần chúng ai hết trơn á. Trời đất ơi, nhìn cái cặp mi đi, trải chuốt như là chỉ có BB Trần thôi. Còn cái miệng này nha, nó thật sự là cái miệng này quá quen luôn á. Chắc là anh nhìn cũng ra luôn á. Nè, anh thấy không? Em là em đoán được rồi á. Vậy là thấy là có anh Thanh Duy đúng không? Cái này là Thanh Duy nè. Cái miệng này là không thể nào lộn đi đâu được. Cái này là Thanh Duy nè. Còn ở trên là BB Trần rồi. Trời ơi, là có người anh của tôi, anh Thanh Duy. Trời ơi, ông này ông quậy lắm. Nó vô chương trình là coi như là cái năng lượng của ổng là hả, mệt mỏi nha. Ôi, anh Thanh Duy anh hát là khỏi nói rồi. Anh Thanh Duy là ổng hát là quá khủng rồi. Tông ổng cũng cao nữa, thi hát với ổng là thua chắc.
bây giờ mà để mà thi với anh Thanh Duy hả? Thi cái gì bây giờ trời? Gần như là cái gì anh Thanh Duy anh cũng tốt á. Diễn xuất ông cũng tốt, hát cũng tốt, nhảy nhót cũng tốt luôn. Bây giờ thi gì? À, thi giả gái không? Thi giả gái nhiều khi mà mình còn có thể mình hơn được miếng á. Chứ còn mà thi mấy cái khác là thua rồi. Trời ơi, em rất là sợ khi mà vô chương trình mà bắt em rap á. Tại vì rap theo kiểu mấy bạn bây giờ chạy chữ nhanh quá, em rap không kịp. Còn rap theo kiểu chậm chậm như hồi xưa của mình thì dễ. Giống như mấy cái bài của anh Tony Việt á thì em rap theo được. Đó. Đó, rồi đó mọi người ơi. Mọi người ơi, em bị đớt chắc mọi người ai cũng biết mà đúng không? Cho nên là BB mà rap mà có cái gì mà nghe không rõ thì mọi người bỏ qua nha. À khúc này em sẽ diễn cái nét của Khổng Tú Quỳnh nha. Ủa anh Tài mà. Ủa quên. Mình là anh Tài. À anh Tài. Mình không còn là nam nữ nghệ sĩ BB Trần nữa. À, vô nè. Mùa đông lại đến, từng bông tuyết lại rơi, lòng nhớ em buông lơi, nhìn về phía trên trời, sẽ gặp lại em, vòng tay em nay đã xa, con tim tôi như lạnh giá, tâm hồn như gục ngã, một chuyện tình đã qua. Tuyết ngừng rơi để con tim ta dần xa cách nhau, mùa đông tuyết trắng chết theo ánh nắng, mùa đông dần phai, nhớ nơi đây từng hoạt mưa tuyết. Em nghĩ tới đây được rồi mọi người à, không nên hát đâu, rap thôi được rồi. Hơn là nó chỉ có bao nhiêu thôi mà em cũng muốn lẹo lưỡi á. Chứ mà nó dài nữa chắc em biết làm sao luôn á. Không, đoạn này sẽ làm sample để đưa vô trong chương trình đó, để mà anh ác vậy. Sao chưa cho mà ác với em vậy? À cũng hay chứ, bài này luôn nè, được nè. Nhưng mà lỡ hứa với Bảo Anh rồi, lỡ hứa với Bảo Anh là có gì là phải kêu Bảo Anh. Cho nên là nếu được thì có gì kêu Bảo Anh hát cái bài lạnh luôn. Xin Quỳnh thôi, xin Quỳnh nhường cái bài lạnh lại cho hả BB Trần và Bảo Anh. Xin Quỳnh đi rồi tham gia vô nhóm Lunas. À, ủa, xin vậy luôn hả anh? Ủa, anh đang có sờ rồi đúng không? Tự ghép hình vô rồi. Thôi, thôi em thích cái vị trí anh Tài hơn. Ok đúng không? Và cảm ơn quý vị khán giả nãy giờ đã lắng nghe những chia sẻ của BB. Và rất là mong là quý vị khán giả sẽ theo dõi hành trình của BB cũng như những anh Tài khác trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.